Hoàng Giao xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Clip phát hành vào hôm nay là buổi tối ngày 14 tháng 7 năm 2022. Clip ngày hôm nay thì Hoàng Giao lại tiếp tục về thêm được một số đồ chơi audio để phục vụ các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì Hoàng Giao có thứ nhất là chủ đề chính. Ngày hôm nay là Hoàng Giao sẽ test và giới thiệu đến các bác cái đôi loa Sansui Bass 40. 5 loa một thùng và 4 đường tiếng. Có cái model là SP7500X các bác nhá, bass 40. Dòng này thì các bác có thể ghép với những bầu băng cối, ghép với những dòng âm ly Sansui đài hoặc là Pioneer đài để nghe những cái dòng nhạc thu âm trước năm 1975. Giống như phần đầu tiên video Hoàng Gia có test, đó là nhạc thu âm trước năm 1975. Thì những cái đôi loa này nó sẽ thể hiện được cái tiết tấu chậm và cũng như là cái dải trung âm nó nên rất là chi tiết và rõ nét các bác nhá. Cái đôi này thì là Hoàng Gia có một bác khách có nhờ Hoàng Gia bán hộ cho bác cái đôi 7500X này. Nên là Hoàng Gia cũng sẽ nói rõ cái tình trạng loa này và báo giá cụ thể cho các bác. Và chắc chắn cái giá này sẽ rất là tốt. Bởi vì đây là bác muốn nâng cấp và muốn đổi những dòng loa khác. Nên là bác nhờ Hoàng Gia bán hộ. Nên là có như thế nào thì Hoàng Gia cũng sẽ mô tả đúng như thế và sẽ quay chi tiết cho các bác. Và giá như nào thì chắc chắn là sẽ hợp lý hơn so với những cái sản phẩm của các shop khác. Ít nhất phải được tầm 3 đến 4 triệu các bác nha. Đó. Thì phần đầu tiên video thì Hoàng Gia sẽ gợi ý chút, các bác cùng xem hết video. Chiếc đầu cối hôm nay về là Hoàng Gia về là 4010S, một trong những dòng đầu băng cối chạy băng 7 2 chiều 4 trách. Rất là đáng chơi, loanh quanh khoảng 10 triệu đồng. Âm ly Sansui 5000A thì đẹp khoảng 14 triệu rồi. Và một số cái radio cassette cầm tay nhỏ gọn, Hoàng Gia cũng về được khoảng mấy mẫu. Bác nào thích chơi sưu tầm, chơi đồ độc đó, thì Hoàng Gia cũng giới thiệu qua cho các bác 5 cái mẫu ngày hôm nay. Và ngày mai thì Hoàng Gia sẽ lên sóng các bác nhé. Hẹn các bác trong trưa ngày hôm mai, đúng 10 giờ trưa ngày mai Hoàng Gia sẽ lên sóng để test 5 cái sản phẩm này.
Đấy, các bác nhá, và sẽ báo giá cho các bác luôn. Hôm nay Hoàng Gia chỉ quay như thế thôi, nhưng Hoàng Gia sẽ không báo giá. Ngày mai hẹn đúng các bác 10 giờ trưa ngày mai Hoàng Gia sẽ lên sóng. Các bác đón chờ xem trong video vào 10 giờ sáng ngày mai. Hoàng Gia sẽ test chi tiết từng sản phẩm và sẽ báo giá cho các bác 5 chiếc các xác này các bác nhá. Và quay chủ đề chính ngày hôm nay. Đầu tiên thì Hoàng Gia sẽ giới thiệu các bác đôi loa. Đầu tiên là SP7500X. Đôi này thì là 5 loa một thùng bát, các bác nhìn bát rất là khủng luôn. Bát này là bát hơn 40 một chút, theo nhà sản xuất là 40.06 gì đấy. Một con trung trầm, có nhìn này, trung 20. Một con trung, đây là con tép trung còi kèn. Tức là cái dài này nó đảm nhận cả dài tép và dài trung luôn. Gọi là trung cao và tép. Ngoài hai siêu tép. Hai siêu tép. Đấy, một lỗ thông hơi phía trước và một cái vi tinh chỉnh ở đây. Đó. Thì các bác nhìn ở đây nó tổng nó sẽ có 5 loa một thùng các bác nhá. Nhưng mà nó có 4 đường tiếng thôi, vì hai loa này là một đường tiếng này. Loa này riêng một đường tiếng, loa này riêng một tiếng, loa này riêng một tiếng. Tức là 5 loa chỉ có 4 đường tiếng thôi. Con này của Sansui, model SP7500. Đấy các bác có thể nhìn này, 4 way speaker, 5 speaker này. 4 loa, 4 đường tiếng và 5 loa một thùng. Đây là chiếc thứ hai. Nói chung là về hình thức loa thì như Hoàng Gia đánh giá thì còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Vỏ của nó thì là vỏ nguyên bản zin nhá. Cái vân này là vân nguyên bản nó này. Chính xác là nguyên bản luôn chứ chưa có tút tác sửa ba. Nó góc cạnh thì rất là đẹp luôn. Các bác nhá, đôi loa này của bác cái góc cạnh cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là không thể chê được cái phần tuyến loa với cả vỏ các bác ạ. Đấy. Công suất đây thì Hoàng Gia cũng xin chia sẻ thêm cho các bác ở đằng sau này. Đây là cầu đấu loa này, âm dương rõ ràng luôn này. 4 way 5 speaker này. Loa bass woofer 16 inch tương đương với 40.6 này. 40.06 cm này. Mid range loa trung 8 inch tương đương với 200 mm tức là bass là 20 cm này. Tweeter này. Tweeter ở đây thì sẽ có này, tép còi này, 6 16 inch này, tức là 15.4 này. Đó. Nhân 2 này, có 2. Super tweet này, có 2 này, 2 x 2 này. Đấy. Trở kháng là 8 ohm và công suất tối đa là 130 W sản xuất tại Tokyo, Japan, Nhật Bản. Đấy. Góc cạnh đây, tem QC pad còn các bác này. Đấy. Đôi này thì với những bác nào nhà rộng, không gian rộng mà chúng ta muốn kê bày thì khá là đẳng cấp, nhìn nói chung là nó rất là hoành tráng. Đấy. Các bác có thể ngắm nghía một chút để chúng ta xem cái vẻ đẹp của cái đôi loa này. Vuông thành sắc cạnh luôn. Đôi e căng của nó thì đây, như các bác biết rồi, Sansui thì đặc trưng của nó là những cái e căng kiểu mắt võng, mắt bằng gỗ này. Nên là bằng gỗ thì nó sẽ không tránh khỏi những cái này các bác nhá. Thì Hoàng Gia cũng nói luôn. Đấy, nó bị lem nhem một chút ở đây. Ở đây một tí này. Đấy, ở đây một tí này. Đấy, nó không phải là gãy các bác nhá, mà nó chỉ nổi khuyết một tí thôi. Đấy, chứ nó không phải là gãy hẳn. Đấy. Thì các bác nào về thì các bác để chơi hoặc các bác chỉnh sửa lại thì tùy. Thì Hoàng Gia cũng nói luôn là đây là đôi là khách của nhờ bán hộ. Nên là có như thế nào thì Hoàng Gia cũng sẽ báo như thế để các bác biết. Đấy còn. Để các bác biết nhá. Chứ không có úp mở gì ở đây cả. Đấy là về đôi căng. Về các tuyến loa thì đẹp rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì có một cái chút kỹ thuật ở đây. Đó là phần cái chiết áp này. Các bác để ý nhá, cái chiết áp này nhá. Khi vặn đây này, nó sẽ có 3 nấc. Là vặn về này, cuối cùng nó sẽ không vặn được nữa nhá. Đấy. Cái này nó sẽ chỉnh cái tông nhạc cho các bác. Nhưng mà cái con này thì nó đang bị lỗi cái chiết áp. Đấy. Các bác vặn này nó sẽ không dừng được. Nó cứ xoay tròn như này. Đấy. Nó vậy thôi, nhưng mà các tuyến loa thì nó vẫn hoạt động bình thường, nó không có cái gì ảnh hưởng cả. Nhưng mà ý nói là nó như thế này đấy, nó cũng là một cái nhược điểm cho cái đôi loa này của bác khách. Đó. Nên là chính vì thế thì Hoàng Gia cũng nói luôn rằng là có như thế nào sẽ báo như thế. Còn về các tuyến loa thì bao zin cho các bác rồi, bởi vì cả những con ốc còn chưa tháo cơ. Còn rất là đẹp luôn, về phân tần kể cả những củ loa còn rất là đẹp. Thì giá thì Hoàng Gia cũng nói qua cho các bác là những đôi này trên thị trường thì đẹp như thế nào thì Hoàng Gia cũng không dám nói. Nhưng mà về độ zin thì Hoàng Gia có thể cam kết cho các bác. Trừ cái này thì nó bị lỗi thì không nói. Chưa có đụng chạm sờ mó gì cả. Những đôi loa như thế này trên thị trường hiện nay SP7500X thì các shop người ta bán rơi khoảng tầm 15 triệu gì đấy. Đấy, 15 triệu. Với những cái đôi này của bác ấy thì Hoàng Gia cũng đưa ra giá để các bác tham khảo nhé. Đôi này thì Hoàng Gia đang để là giá là 12 triệu đồng. Đấy. Tức là nó rẻ hơn được so với các shop khác tầm 3 triệu đồng. Các bác nhá. Đấy thì trừ những cái lỗi đấy thì Hoàng Gia có quay rồi. Quan trọng nhất là đôi này của bác là đôi nó còn mộc. Mộc nguyên bản, có nghĩa là từ cái lớp xi này.
nước xi dán này này là còn nguyên này, chưa có phải là dán lại. Đấy, nhiều shop có thể người ta dán lại rồi thì không nói, nhưng mà đây là cái nước xi nguyên bản luôn. Những cái tuyến loa này nó rất là đẹp luôn nhá. Zin nguyên, không có thay gì cả. Gân của nó đúng gân của nó luôn này. Đấy, dòng gân này thì nó hơi cứng một chút nên là nó chỉ hợp với cái dòng nhạc. Như các bác nói biết, dân cứng thế này thì tiếng bass nó sẽ không có nhiều, và nó chỉ hợp với những cái dòng nhạc thu âm trước năm 75 thôi. Đấy, còn các bác muốn nghe bass sâu lắng rồi trầm ấm rồi này, sải tần sâu thì dòng này nó sẽ không đáp ứng được các nhá. Em xin tư vấn cho các bác để các bác biết, các bác lựa chọn. Với những bác nào thích nghe bass sâu mềm ấm và cắt tần sâu thì dòng này nó sẽ không đáp ứng được. Nhưng mà các bác nếu mà nghe nhạc xưa, nhạc trước năm 75 thu âm ấy, thì dòng này nó có thể đáp ứng rất là tốt. Và các bác nào thích trưng bày mà giá cả phù hợp nữa thì đây là cái sản phẩm các bác có thể quan tâm và chúng ta có thể tham khảo thêm. Đó, em đấy là cái kinh nghiệm và những cái tư vấn Hoàng Gia cũng xin nói để các bác biết. Đấy. 12 triệu đồng giá không bao ship các bác nhá. 7500X. Chiếc đầu cối thì Hoàng Gia có nói rồi, 7410S thì Hoàng Gia đang bán là 10 triệu đồng, giá không bao gồm băng và xương băng. Con này chạy bản chạy đa cấu điện, chạy 2 chiều, chạy băng 4 chắc các bác nhá. Còn Omni Sansui 5000A thì con đẹp là 14 triệu. Còn ngoài ra thì Hoàng Gia cũng có rất nhiều. Đây cũng Sansui 5000A cũng vừa mới về này. 2000X đẹp này cũng vừa về này. Đấy. Thì bác nào quan tâm thì Hoàng Gia sẽ báo giá sau ở các clip sau. Và một cái đôi cũng rất là hiếm luôn, 66E. À 66G các bác ạ, 66G các bác nghe đến 66A rồi đúng không ạ? 66A rồi. Các bác biết 66A rồi thì hôm nay đây là một phiên bản 66G luôn. Dòng này thì cũng chơi nhạc băng cối cũng rất là tuyệt vời luôn. Đó, bass 25 sở hữu loa chung 18, một tép giấy. Loa này thì mới cứng cựa luôn các bác nhá. Không có một vết bụi luôn luôn. Chỉ thiếu một cái thùng xốp thôi. Không có một tí bụi nào, về trong tình trạng là đẹp như này, không phải lau chùi. Đó. Thì những cái sản phẩm này Hoàng Gia sẽ báo giá ở các clip sau các bác nhá. Vâng ạ, và clip này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Hoàng Gia cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm theo dõi những cái sản phẩm này của Hoàng Gia Audio. Và ngày mai thì Hoàng Gia sẽ lên sóng cho các bác 5 cái mẫu đài này. Đây là số hotline của Hoàng Gia Audio ạ, 0975884009. Địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Đây là những cái mẫu đài thì Hoàng Gia sẽ quay cho các bác nhìn này. Thứ nhất đây là con đài radio cassette dạng nhỏ sách tay, có thể chạy pin hoặc chạy adapter của hãng Victor. Những dòng này đều là made in của Japan hết các bác nhé. Đấy, đều là sản xuất tại Nhật. Đây là con đài, đây là con cassette thôi, nó không có đài. Con này thì là cassette dành chúng ta có thể xách đi để nghe cassette hoặc là thu âm. Con này dành cho những hội nhà báo này. Ngày xưa nhà ta tác nghiệp, người ta có thể ghi âm lại vào đó, ghi vào băng. Đây là con Nationa. Con này màu đỏ, những con màu đỏ này rất là đẹp. Rất nhiều các bác thích cái màu đỏ như này. Nationa. Con này là hai con radio cassette cũng của hàng Nhật luôn. Con này là của hãng RCA cầm tay. Đấy. Cũng sản xuất con này sản xuất ở đâu không thấy ghi. À Japan đây, Japan. Đây Japan. Nhỏ thôi các bác nhưng mà nhìn rất là đẹp và xinh. Đấy. Nhiều khi bày rất là đẹp và độc các bác. Đây một con Toshiba. Đấy, Toshiba. Con này cũng đây sản xuất đều in Japan hết nhá, toàn in Japan hết. Đấy, rất là đẹp luôn, hàng mấy con này là đấu giá mạng Nhật về. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, rất đẹp. Vâng, cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin được chào các bác và hẹn lại các bác ở trong clip vào 10 giờ trưa ngày mai, ngày 15 tháng 7. Hoàng Gia sẽ lên sóng để test 4-5 chiếc đài mà Hoàng Gia có nói trong video clip vào tối ngày 14 tháng 7 tối hôm nay ạ. Hẹn các bác 10 giờ ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia đâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip ngày mai nhé.